6 triệu con lợn bị tiêu hủy. Theo báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2019, ngành chăn nuôi nước ta phải đối diện với đại dịch lịch sử, khiến cả thế giới khiếp sợ. Song với sự chủ động, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi đã đạt hiệu quả tích cực rõ rệt ngay từ đầu. Đảng, chính phủ, thủ tướng chính phủ đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo rất cụ thể các giải pháp phòng ngừa chống xâm nhiễm, tổ chức tiêu độc khử trùng và dập dịch, Thủ tướng, Phó Thủ tướng chính phủ đã chủ trì chỉ, chỉ đạo tại năm hội nghị về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và trực tiếp đến cơ sở để kiểm tra và chỉ đạo tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh. Chưa có con số thống kê thiệt hại về dịch tả lợn Châu Phi, nhưng tiền ngân sách chi ra để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh lên tới hơn 5.000 tỷ đồng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật và triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch bệnh và tổ chức nghiên cứu vaccine dịch tả lợn châu Phi, đồng thời, tham mưu chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, đã bố trí ngân sách hơn 5.000 tỷ đồng để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Đến nay, nhiều địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh và duy trì chăn nuôi lợn an toàn sinh học, gia tăng sản xuất chăn nuôi gia cầm, gia súc lớn thay thế, bù đắp một phần lượng thịt lợn bị giảm góp phần ổn định giá cả thị trường và chỉ số CPI. Nhờ vậy, sản lượng các sản phẩm chăn nuôi khác đều tăng mạnh, như thịt gia cầm đạt 1,3 triệu tấn, tăng 15%, tăng 145.000 tấn, trứng gia cầm tăng 12%, tăng 1,4 tỷ quả, gia súc lớn tăng 4,2%. Trước đó, trong báo cáo tình hình cung ứng thực phẩm cuối năm 2019 và đầu năm 2020 gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cho biết, Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi đã giảm xuống mức thấp nhất. Đến nay, dịch xảy ra tại 8.526 xã thuộc của 63 tỉnh thành, với tổng số lợn tiêu hủy gần 6 triệu con. Tổng trọng lượng là 342.802 tấn, chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng lợn của cả nước.